Kính chào quý vị khán giả, tôi là Hồng Thanh, là nhạc sĩ của nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được tham gia vào chương trình nghệ thuật đặc biệt này. Đây không chỉ là cơ hội để thể hiện tình cảm và sự kính trọng mà tôi cùng nhân dân Việt Nam dành cho lãnh tụ kính yêu Kim Jong-un, Đảng Lao động và Nhân dân Triều Tiên, mà còn là dịp để chia sẻ những giá trị văn hóa và tình hữu nghị mà hai quốc gia chúng ta đã cùng nhau vun đắp. Tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Triều Tiên và ngược lại, cùng với tình hữu nghị truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công xây dựng và vun đắp là một tài sản quý giá và là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ của hai dân tộc. Như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng rằng Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa, hòa bình và thịnh vượng. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự vì được góp phần sức nhỏ của mình vào quan hệ của hai nước và cùng với nhân dân Triều Tiên kỷ niệm 112 năm ngày sinh của cố lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành. Tham gia vào chương trình này không chỉ là một trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ mà còn là cơ hội để thể hiện lòng biết ơn và tình đoàn kết giữa người dân Việt Nam và Triều Tiên. Tôi hy vọng âm nhạc của mình sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và truyền tải thông điệp hòa bình và hợp tác đến mọi người.